Dạ, lời nói đầu tiên thì em cũng giống như những cái anh chị mà nãy giờ nói, đó là em xin kính chào tất cả mấy vị khán giả, chú Dũng và các anh chị đây kiếp hiện trường ở đây. Thì nói chung là anh coi cái lần này là thứ ba, anh gặp em là thứ hai rồi nên cũng không có gì để muốn nói nữa. Thì anh có một cái ghi nhớ, đó là cái voice chat em gửi trên cái group chờ tem đó, em nhớ không? Là khi mà em gặp các bạn chờ tem ở đây thì các em sẽ kêu cái gì ta? Dạ chờ tem ơi! Thì không biết là nếu mà bây giờ em có thể làm cái gì để em thể hiện được cái sự đã đó cho mọi người thấy được không ta? Dạ, muốn em làm cái gì nè? Dạ, em làm từ cái gì ta? Rap một bài cho mọi người cùng nghe đi em. Rap hả? Giờ rap gì ta? Em chưa có chuẩn bị gì. Hò đi em, hò đi em. Thấy trong phim em hay hò mà. Dạ, để em hò cho mọi người một cái đoạn đầu của bài ca Đất Phương Nam được không nè? Dạ, okay. Mọi người ơi, nếu mà bé nó hò rồi thì sao tụi mình không hát luôn tiếp cái đoạn mà đoạn gì ta? Dạ, điệp khúc. Điệp khúc luôn nó được không mọi người ơi? Quá tuyệt vời. Rung quá, chim chàng vỗ tay lớn thiệt lớn luôn à. Hò của quý vị, cho nên là chúng tôi đi rất là nhiều rạp để gửi cái lời cảm ơn đó. À, cho hỏi ở đây có ai xem trên 3 lần không? 5 lần. Ồ, rất là cảm ơn, rất là cảm ơn. À, mà xem cái dẫn đồ, những cái hàng đầu này cũng hơi mỏi mắt ha, rất là cảm ơn. À, đây, giờ tới Hào Khang, con nãy con chuẩn bị món quà gì cho mọi người, con chuẩn bị đi nè. Ngày hôm nay rất là đầu tư hai bộ áo bà ba. Hai anh chàng này hẹn với nhau để có red cup dành cho khán giả của mình. Dạ đặc biệt lắm, nay con mới mặc cái bộ đồ này á. Mọi người cho con cái chàng có tay lớn lớn xíu nè. Dạ, con tên là Huỳnh Hậu Khang. Con là ban cho bộ phim Vết Đường Phương Nam của đại diện Nguyễn Quang Dũng ạ. À. Và rất là cảm ơn mọi người vì hôm nay đã dành một chút xíu thời gian ra để xem bộ phim Vết Đường Phương Nam. Và con nếu mà mọi người có yêu thích con hay là các cô chú diễn viên khác á, để yêu thích các cô chú diễn viên khác thì mọi người đi chia sẻ với người thân mình hay là bạn bè gì đó để đoàn phim có một chút cơ sở để làm phần 2 ạ. À. Và con chỉ có hai từ muốn nói là je t'aime mọi người. Dạ. Rồi, Phong đã con chào mọi người ạ. Dạ, con tên là Đỗ Kỳ Phong, con đóng vai cò trong phim Đất Rừng Phương Nam của bác đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ạ. Dạ, con cảm ơn mọi người đã ủng hộ phim. Cho con hỏi là ở đây có ai thích con mà? Trời ơi. Dạ, cảm ơn mọi người. Có ai mà yêu thích con mà hình như là trong phim này con xuất hiện hơi ít đúng không? Ít nhưng mà chất lượng. Có ai muốn xem con nhiều lần không ạ?
muốn coi có thể coi thêm hai lần nữa để bác Dũng có một chút kinh phí làm phần hai để con vô con đóng. Dạ cảm ơn. Trời, bao nhiêu người đang là một điểm cộng rất lớn trong mắt của bác Dũng rồi đó chứ. Còn bây giờ thì quý vị có ai muốn chia sẻ cảm nhận tâm tư gì với các diễn viên ở đây thì mình giơ tay lên ha. Chắc là nhờ anh Dũng chọn giúp em ạ. Đấy, chờ bé có khăn ràng. Dạ, lời đầu tiên mình chào mọi người ở đây ạ. Thì hôm nay thì em muốn chia sẻ là em xem phim này lần thứ 8 rồi. Ôi dồi ôi, có khăn rồi. Hôm nay là bé đang tặng được giao lưu đại hội nhỏ đại học quốc gia luôn. À, cảm ơn. Dạ, thì hôm nay bạn em có một món quà muốn gửi đến bé An và bé Kỳ Phong. Tuyệt vời. Mình di chuyển lên trên đó luôn nha em. Em có nói chia sẻ nhắn gửi cho hai em. Vậy thì hai em có thể di chuyển lên trên để gửi tặng quà cho con. Nghe đồn là hôm bữa là em đóng phim xong rồi em bị thương đúng không? Giòn đau không? Dạ cái đó thì nó cũng cách một thời gian khá là lâu nên là giờ nó chỉ còn sẹo thôi chứ không còn đau cho lắm. Ok. Rồi chị muốn gửi lời cảm ơn cưng là tại vì em đã đóng rất là hay cò, cũng đóng rất là hay dù cò rất là ngắn nhưng mà chị thấy được là tụi em rất là năng động và rất là tự nhiên thì đó đều rất là tốt cho cái nền điện ảnh của chúng ta. Và em muốn gửi một cái lời cảm ơn tới bác Dũng bởi vì em cũng biết là thời điểm này nó có rất là nhiều cái nó là xảy ra. Nhưng mà thật sự thì hôm nay đi cái lần thứ hai bởi vì bạn em mua vé cho tụi em. Và em thật sự cảm thấy là bác và đoàn đã rất là cố gắng và rất là nỗ lực. Và thật sự thì để đầu tư một bộ phim này không phải đơn giản. Em chỉ làm quyền thôi thôi. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà mình không cố gắng, mình không đặt những bước chân đầu tiên để làm một cái gì đó cho đất nước, điện ảnh nước mình thì mình sẽ không bao giờ có thể làm được điều tốt hơn nữa. Cho nên em rất cảm ơn bác và rất cảm ơn đoàn phim, anh Trấn Thành, các bé nhỏ và cả Tấm Trần nữa, diễn rất là tự nhiên, rất là vui. Em cảm ơn bác rất nhiều. Rất là cảm ơn. Sắp tới từ đây tới cuối năm là chiếu phim có rất là nhiều cái bộ phim, mình cũng nghĩ nó rất là chất lượng. Hy vọng mọi người ủng hộ các phim Việt Nam. Cảm ơn. Em xin chia sẻ thêm xíu là người nước ngoài, ảnh là người Mỹ ha. Là khi mà Sophia dẫn ảnh đi xem phim này là ảnh cực kỳ thích. Ảnh nói là đây là bộ phim Việt Nam mà hay nhất mà ảnh đã xem. Và ảnh rất là thích những cái chi tiết văn hóa, những cái món ăn trong phim mình. Và anh ấy xem phim xong là ảnh đòi mua sách liền để ảnh đọc thêm nhiều cái chi tiết khác nữa. Đó là nên là Sophia rất là thích bộ phim này vì là đã giúp cho hai người gắn kết nhau hơn, để ảnh hiểu cái văn hóa của Việt Nam hơn. Dạ, rất là cảm ơn ạ. Thật ra cũng còn nhiều phim hay lắm. À, đang có cái tuần lễ như phim của chú Đặng Nhật Minh á, là một huyền thoại của Việt Nam, nhiều phim hay. Dạ. Dạ bây giờ mọi người ai muốn chia sẻ giơ tay lên một lần nữa để dạ thì chào cô chú và anh chị đang có mặt tại rạp hôm nay, thì đây là lần xem phim thứ tư của con. Tại vì có một lần xem phim tour là tới nhưng mà không có gặp được bé An nên là muốn quay lại để gửi quà tặng tới bé An với cò. Em muốn nhắn gửi gì tới hai bé không? Muốn hỏi một câu hỏi là không biết hai bạn có suy nghĩ, ý là lúc mà đóng chung với nhau thì có suy nghĩ về nhau và tính cách như thế nào? Dạ, nếu mà theo như suy nghĩ của em thì em thấy An rất là hợp với tính cách của em. Nên là từ lúc mới cast là em với bạn An là dính vô là chơi thân nhau tới giờ luôn. Ngày hôm nay cũng hẹn nhau mặc đồ chung mà đúng không? Dạ. Còn với An thì sao? Dạ, cái ý con cũng vậy. Dễ thương. Thật ra có một cái duyên, tức là khi mà Hảo Khang đi casting thì casting vai cò. Còn Kỳ Phong thì khi casting thì casting vai An. Thì khi hai bé vô casting với nhau thì mình mới nói, ủa sao không đổi lại? Có vẻ nó giống hơn, cái đổi lại thành Hảo Khang với vai An, còn Kỳ Phong là vai cò. Trong cái quá trình mà đi quay cũng vậy, nó cũng giống như nội dung trong phim á, tại hai bé phải nghỉ học đi quay phim. Thì tối về học online với lại thầy cô giáo, thì An cũng kèm cho cò học y chang như trong phim, cho nên nó là một cái rất là có duyên. Dạ, cảm ơn. Dạ, còn được bật mí trong cái chuyến cine tour. Dạ. Còn ai nữa không ạ? Em thấy ở trong này có một bạn cũng hình như cũng có quà và cũng muốn trao quà đúng không? Em có muốn nói gì với... Đây là lần thứ ba em đi coi phim, nhưng mà cảm xúc nó vẫn rất là dạt dào như lần đầu tiên coi đại rạp vậy. Cho nên là em rất cảm ơn
ơn người làm phim đã làm ra một bộ phim chất lượng như thế. Với lại em có món quà nhỏ gửi cho ba bé lận, nhưng mà em để cho một giỏ một bé đại diện cho mình. Rất là cảm ơn, rất là mọi người ơi, nếu mà có góp ý hay là có cảm xúc gì cứ về viết Facebook hashtag cho đoàn phim Đất Rừng Phương Nam nha. Tại thời gian mình cũng ít á, cũng không có thể chuyển. Diễn là một vở, một chiếc đoạn ngắn trong văn bản gốc của nhà thơ đoàn, nhà văn Đoàn Giỏi, thì coi tự nhiên cái cảm giác là mình giống như mình được sống chung với cái nhân vật. Sự rất là cảm động từ cái hành động cũng như là những cái kỹ thuật, và cũng như là cái bài hát Đất Rừng Phương Nam á, nó truyền cho mình một cái gọi là cái linh hồn rất là yêu nước. Với lại một ví là chị học trường Nguyễn Thị Minh Khai, cho nên là lúc đầu thấy An đóng đoàn mình tới trường Nguyễn Thị Minh Khai thì thấy cũng rất là hãnh diện, tại vì trường mình cũng được xuất hiện một phân cảnh nhỏ. Chị lại chỉ muốn nói là xịt em. Ok, rất là cười. Dạ rồi, chắc là mời anh Dũng chọn giúp em chứ nhiều cánh tay của em. Nữ nhiều quá rồi, dạ xuống hỏi em cho anh trai đi. Dạ đây ạ. Dạ. Đây. Sorry bé. Anh muốn hỏi với An là em có cảm tình với anh Phục Lâm ngoài tình cảm anh em không? Dạ là cuộc sống của em khi đóng xong phim xong thì cũng được mọi người khá là ưu ái, nhưng mà em lại nói với mọi người rằng là em thích mình là một Hạo Khan bình thường thôi, chứ em không thích mình là một ngôi sao mà được ưu ái hơn mọi người bình thường. Tại vì nếu mà mình sống trong một cái xã hội mà nó được công bằng từ tất cả thì em nghĩ nó sẽ phát triển hơn. Và cái tình cảm của em mà với anh Út thì nó giống trong phim vậy, nó không có gọi là nó không có đi quá, nó chỉ dừng lại ở mức anh em thôi. Dạ rồi cả nhà ơi, mình tôi cười cái hàng trái tim trên kia đẹp quá à, có ai cùng làm với cái hàng trái tim đó giùm em cái, em thấy cái hình ảnh nó quá đẹp luôn cả nhà ơi, mình làm lại làm mẫu đi mọi người. Dạ rồi, đúng rồi, ai mà rảnh tay mình có thể lấy điện thoại ra để mình bật đèn flash lên nha cả nhà. Tim đi ạ trên này mình cùng tim đi ạ. Dạ rồi, cười tươi nha cả nhà ơi. 1, 2, 3 cười tươi ạ. Dạ, mình sẽ cùng nhau quay một cái đoạn clip nữa. Em đếm 1, 2, 3 thì cả nhà cùng nói là Đất Rừng Phương Nam giúp em nha. Rồi. Dạ. 1, 2, 3 Đất Rừng Phương Nam. Dạ, cảm ơn.